xếp hạng mức độ chín chắn của 12 cung hoàng đạo. Suy nghĩ của ai trưởng thành nhất? Cùng mật ngữ 12 chòm sao, khám phá xem, khi xếp hạng mức độ chín chắn của 12 chòm sao, bạn đứng thứ bao nhiêu, điều đó mang lại lợi thế, hay bất lợi gì cho bạn? Hạng 1 Chòm sao Thiên Bình Cung hoàng đạo Thiên Bình, nổi tiếng là người lý trí, trong những thời điểm khó khăn nhất họ có được lợi thế đó nhờ vào sự bản lĩnh của một người cực kỳ chín chắn trong suy nghĩ mặc dù đôi khi họ là người bay bổng lãng mạn đấy nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa trưởng thành đâu nhé trên thực tế thiên bình quá bận rộn trong vai trò một người mẫu mực chỉnh chu thế nên họ thường kìm nén cảm xúc của mình trong lòng nếu khi nào không chịu được nữa họ mới để mặc mọi thứ bao gồm cảm xúc của mình cứ phun trào như núi lửa. Tuy nhiên, Thiên Bình không vì thế, mà làm tổn thương bất cứ ai cả, mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, họ sẽ lại sớm bình tĩnh, cân bằng trở lại, để có thể tiếp tục là người xoa dịu nỗi buồn của các thành viên trong gia đình khi họ gặp vấn đề. Hạng 2 Chồng sao ma kết Khi xếp hạng mức độ chín chắn của 12 chồng sao, thì ma kết đương nhiên nằm trong tốt đầu vì họ rất trưởng thành. Bất kể ở lứa tuổi nào, họ cũng thường có thái độ bình tĩnh, điềm đạm như một người rất hiểu chuyện, thậm chí, bị xem là già trước tuổi. Họ ít nói, không phải vì không biết gì, đơn giản là vì họ quá chín chắn, không muốn bộc lộ mình quá nhiều, sẽ gây ảnh hưởng không hay tới cuộc sống của họ. Thông thường, khi gặp chuyện, mọi người có thể làm ôm lên, nhưng ngược lại, ma kết sẽ cố gắng, duy trì sự bình tĩnh của họ, mọi lúc, mọi nơi. Họ sẽ rất lý trí, khi phải đối mặt với mâu thuẫn, và bạn có thể tin tưởng rằng, ma kết sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, một cách bản lĩnh nhất có thể. Đây là một trong những cung hoàng đạo hiếm hoi, có khả năng tỏa sáng, trong những tình huống áp lực cao. Hạng 3 Chồng sao cự giải Chồng sao cự giải, có xu hướng trưởng thành theo cách tự nhiên, hơn bất cứ ai khác khi còn nhỏ họ sống đúng theo lứa tuổi của mình mặc dù có không ít bạn đồng lứa suy nghĩ chín chắn ở giai đoạn này thế nhưng trong quá trình lớn lên cự giải đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống đòi hỏi họ cũng phải dần chín chắn hơn cuộc sống đã dạy cho cự giải trở thành người cứng cáp trưởng thành hơn trong suy nghĩ giúp họ giải quyết vấn đề khôn ngoan hơn một cự giải trưởng thành mang lại sự ổn định, cảm giác đáng tin cậy cho tất cả những ai xung quanh. Điều này khiến họ trở thành những người bạn đặc biệt cho những ai đang cảm thấy bế tắc, yếu đuối, muốn tìm nơi nương tựa trong cuộc sống. Khi xếp hạng mức độ vui tính của 12 chồng sao, họ đứng đầu, cũng chỉ vì chồng sao này luôn biết làm những người xung quanh mình được vui bằng những câu đùa đúng lúc, đúng chỗ. Đôi khi, họ cố tình giả ngốc có kiểm soát cũng chỉ để thích nghi, hoặc giảm bớt áp lực tinh thần khi đối diện với khó khăn. Hạng 4. Chồng sao xử nữ Bản chất nhạy cảm của xử nữ có xu hướng khiến họ đôi khi hơi trẻ con. Họ hay giận hờn, cảm thấy dễ bị tổn thương và im lặng không muốn trả lời bạn khi bị đùa quá đáng. Vì thế, khi yêu một người có tính trẻ con như họ, nhiều thú vị, hấp dẫn nhưng cũng lắm rắc rối. Đối với xử nữ, họ thường có xu hướng giữ chặt cảm xúc của mình, thay vì giải quyết mọi việc một cách chính chắn. Tuy nhiên, khi yêu và hiểu, bạn biết thông cảm, bỏ qua cho những điều này, sẽ cảm nhận được nét đẹp trong tính cách của chồng sau này. Lúc này, bạn sẽ không khỏi bất ngờ với sự bản lĩnh của xử nữ khi họ đối mặt với cuộc sống đầy áp lực. Bằng cách nào đó, xử nữ sẽ tự kéo tinh thần mình lên, độc lập, bản lĩnh vươn lên dẫn đầu họ cho thấy sự trưởng thành rất nhiều trong những tình huống hỗn loạn hạng năm chồng sao kim ngưu kim ngưu bản chất là một người trưởng thành trong suy nghĩ cho dù họ ở lứa tuổi nào đi chăng nữa chồng sao nhóm đất vô cùng thực tế này sẽ luôn biết giữ cái đầu tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh tuy nhiên họ cũng có xu hướng hơi trẻ con trong việc nghe ai đó đưa ra những lời khuyên trong cuộc sống Lúc này, họ tỏ rõ thái độ bướng bỉnh, không muốn tuân theo ai cả. Cung hoàng đạo này biết họ muốn gì, và họ có thể hơi trẻ con, khi muốn cố đạt được điều mình muốn. Song, Kim Ngưu vẫn giữ được sự trưởng thành, ở các tình huống khác trong cuộc sống. Họ là một người bạn tuyệt vời, vì họ rất đáng tin cậy, và luôn chín chắn trong những hoàn cảnh, bắt buộc phải như vậy. Hạng 6 Chồng sao Bảo Bình cung hoàng đạo bảo bình có thể trẻ con bên trong nhưng có xu hướng trưởng thành bên ngoài sự nông nổi bùng cháy bên trong khiến chồng sau này luôn muốn nổi loạn và đôi khi bị mất kiểm soát thế nhưng mong muốn là người biết chịu trách nhiệm sẽ không cho phép họ thả lỏng mọi thứ bảo bình luôn có một cảm giác mãnh liệt đối với công lý họ có khả năng nhanh chóng phân biệt đúng sai bao gồm cả cách hành động giúp họ cân bằng mọi thứ để có thể hành động một cách thuần thục nhất khi biết nên tiếp tục hay dừng lại việc nào đó. Hạng 7 Chồng sao song ngư Song ngư không muốn bị cho là trẻ trâu một chút nào, nhưng dòng đời xô đẩy nên họ mang tiếng là trẻ con, nông nổi. Chồng sao này thực sự cố gắng, không muốn mình trông trẻ con, họ thích thú với ý tưởng, sống có trách nhiệm và trưởng thành. Tuy nhiên, họ thường để cảm xúc điều khiển hành động dẫn đến rất nhiều hành vi trẻ con. Họ cũng tỏ ra hờn dỗi, đáng yêu, khi không được đáp ứng yêu cầu, giống hệt đứa trẻ đòi quà, nhưng không được người lớn mua cho. Hạng 8 Chồng sao hổ cáp Hổ cáp nổi tiếng, là người hơi ích kỷ, điều này có thể khiến họ trở nên trẻ con hơn các cung hoàng đạo khác. Nên khi xếp hạng mức độ chính chắn của 12 chồng sao, thì hổ cáp nhất định không nằm trong danh sách này. Khi yêu người có tính như thế này, bạn sẽ cảm thấy khó hiểu, vì lúc thì quan tâm thái quá, lúc lại thờ ơ, hững hờ, chẳng biết đâu mà lần. Đó là chưa kể, còn cái tính lúc nhớ lúc quên, nên cứ phải căng dặn đủ thứ, đôi khi, khiến bạn cảm thấy bực mình. Yêu hổ cáp, đồng nghĩa với việc, bạn phải trưởng thành, để có thể bảo vệ, che chở cho họ. Thi thoảng chồng sao hổ cáp, vẫn tỏ ra mình là người chính chắn, khi phải nỗ lực hết mình nhằm đạt mục tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản chất trẻ con của họ bộc lộ khi họ để cảm xúc điều khiển hành động của mình, nếu họ đang phải đối diện với sự thất vọng nào đó. Hạng 9. Chồng sao Nhân Mã. Nhân Mã được biết là người độc lập, họ mang vẻ mặt của người trưởng thành, đối với phần còn lại của thế giới, khi họ buộc phải làm vậy mà thôi. Thế nhưng thực ra trong một không gian thoải mái, tự do hơn, họ rất trẻ con, tinh nghịch. Họ tò mò, hỏi đi hỏi lại những gì mà mình không hiểu, như một đứa trẻ đang háo hức, muốn khám phá thế giới này vậy. Đôi khi nhân mã, cũng cố gắng để trở nên trưởng thành, nhưng điều đó đơn giản, không phải là bản chất của họ. Hạng 10 Chồng sao sư tử Xếp hạng mức độ chính chắn của 12 chồng sao sư tử ở vị trí thứ 10, không có gì là lạ, vì bạn khó có thể tưởng tượng, họ suy nghĩ trẻ con tới mức nào đâu. Trong sâu thẳm, sư tử là một đứa trẻ lớn xác, và thậm chí, họ cũng không cố gắng thay đổi bản thân. Đối với họ, suy nghĩ như một đứa trẻ là lợi thế, đó là góc nhìn trong trẻo và hồn nhiên nhất, nhờ thế, mà họ có được sự sáng tạo, ít ai sánh được. Chồng sau này rất cá tính, họ biết rõ lợi thế, của cách suy nghĩ đơn giản hóa mọi việc, như cách nhìn của con trẻ, thế nên, họ không có ý định tỏ ra, mình là người trưởng thành, khôn ngoan, trong cuộc sống hỗn loạn này. Họ thà trở nên ngớ ngẩn, hành động theo cách họ cảm thấy thoải mái, và không quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Miễn đạt được mục đích, họ chấp nhận trở thành kẻ ngốc, vui vẻ còn hơn. Hạng 11 Chồng sao song tử Song tử được mệnh danh, là cung hoàng đạo trẻ con họ có thể hành động chín chắn ở một mức độ nào đó nhưng điều này lại cho thấy họ đang nghiêm túc hơn là trưởng thành khi đến lúc không còn phải cố gắng gánh vác những trách nhiệm trong cuộc sống chồng sau này gỡ bỏ hết mặt nạ của mình đi họ muốn vui vẻ và hành động như một đứa trẻ nhiều nhất có thể song tử không thấy ngại khi bị chê là trẻ con vì trên thực tế khi được là chính mình không vì mục đích nào cả, họ chỉ đơn giản nghĩ là, bản thân đang cần thư giãn hơn một chút, và đừng quá căng thẳng. Hạng 12 Chồng sao Bạch Dương Bạch Dương trẻ con nhất, trong các cung hoàng đạo, vì họ có lớn nhưng không có khôn. Sống quá vô tư như trẻ thơ, thực ra cũng là mục tiêu, trong cuộc sống của họ. Bạch Dương thực sự, là một đứa trẻ hiếu thắng, muốn gì là phải có bằng được bạn sẽ thấy điều này ở một số khía cạnh trong cuộc sống của họ bạch dương dễ nổi nóng và nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt nhất nếu đã giận bạn thì họ im lặng tránh mặt không muốn giao tiếp với bạn bạch dương không chỉ không thích giao tiếp và giải quyết mọi việc như cách người lớn vẫn làm mà họ còn không thích trách nhiệm đi đôi với việc trưởng thành sự nông nổi này của họ dường như không có dấu hiệu dừng lại cho dù họ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa bạn sẽ thấy sự non nớt của bạch dương xuất hiện lặp đi lặp lại trong suốt cuộc sống của mình